Hello anh em, chào mừng anh em quay lại channel mình là Kia Bảo Nguyễn. Thì hôm nay ta tới phần Dragon Ball, thì hôm nay mình sẽ nói về phần gọi là nâng cao hơn khi sử dụng cái tool Dragon Ball này. Mình nhắc lại là ở đây là tất cả những cái clip của mình ở cái phần này, bạn xem tới cái tập này á, là mình hướng dẫn sử dụng công cụ Dragon Ball chứ không phải là hướng dẫn làm animation chi tiết hay gì đó. Nên thành ra các bạn học cái này chúng ta học cách sử dụng công cụ thôi. Còn cái kia nó ảnh hưởng lý thuyết này nọ nhiều lắm, mình nói tới cái đó thì nó lại mất nhiều thời gian. Các bạn biết sử dụng công cụ bằng mò thì nó sẽ ra được thôi. Chúng ta không, giống như là ở đây mình hướng dẫn cho bạn nào là thích tự làm animation cho nhân vật của mình chơi vui thôi. Còn bạn nào mà thật sự muốn đi theo con đường animation đó, thì các bạn cần phải học thêm nhiều phần về lý thuyết hành động, lý thuyết animation gì đó rất là nhiều thứ đó. Cảm nó nhiều đó thì từ từ đầu clip đầu tiên tới bây giờ thì mình giới thiệu bạn là sử dụng những cái rất ít, ví dụ tầm một xương, hai xương hay bốn năm xương thôi. Thì nay ta tới cái nhân vật ở đây thì bạn nào mà biết mình từ trước nữa thì bạn sẽ nhớ được cái con này mình đã làm trong cái clip nói về Spy. Thì giờ mình sẽ quay qua cái đồng bọn xài con này luôn. Tại sao mình xài lại? Các bạn nói mình lười. Ừ thì đúng rồi, mình lười thiệt. Kêu mình vẽ con mới đi làm mình coi lười lắm. Chứ cái thứ hai nữa, tại sao mình lại sử dụng con xương này trong khi mình có một vài cái con khác đẹp hơn, chẳng hạn màu mè hơn. Tại vì cái con xương nè, cái quan trọng là nó không có đồ đạc gì hết, cho các bạn dễ nhìn, tức là cái hình với cái xương gắn vô các bạn dễ quan sát thôi đó. Mình muốn để cho các bạn dễ quan sát, các bạn dễ biết mình đang làm cái gì, chứ để các bạn không hiểu là mình đang làm cái giống đất gì nữa đó, kiểu vậy thôi. Thì gắn xương cho cái nhân vật, tức là một cái nhân vật đầy đủ như thế này, tức là gồm đầu mình và tứ chi đó. Thì bạn gắn cho mình, bạn nhớ cái xương đầu tiên sẽ gắn vào cái phần thân của nó. Đôi lúc cái phần thân bạn sẽ chia làm hai khúc hoặc ba khúc gì đó, còn đối với con xương này thì mình để một khúc thôi cho đơn giản. Còn nếu như bạn muốn làm cái con xương mà cái nhân vật của bạn kiểu mà nó có cái animation hay nó khum xuống, nó nhặt cái vũ khí lên, nó cái lưng của nó cong á, thì bắt buộc bạn phải gắn hai ba xương vô trong cái mình này để cho bạn làm được cái đó. Chứ một cái thì làm sao mà bẻ cong được, có một cây bút về bạn gắn cái xương như vậy thì đâu bẻ cong, mà phải gắn nhiều khớp nó mới cong được đó. Rồi thì cái xương đầu tiên các bạn nhớ cho mình là bạn phải gắn vào phần thân của nó. Bạn cái xương đầu tiên mà đừng gắn vào phần đầu hay phần chân giùm mình cái nha. Còn bạn nào muốn biết tại sao thì bạn làm nhiều, từ các bạn rút kinh nghiệm ra bạn sẽ hiểu tại sao thôi. Hồi trước mình cũng mới vô á, gắn thì suy nghĩ rồi gắn cái xương đầu tiên ở đâu này này kia, rất là mất thời gian đó. Thì đơn giản thôi, như mình nói với các bạn á, các bạn nhớ cho mình là các bạn gắn cái xương đầu tiên vào cái phần thân cho mình là được. Mình dời cái hang này, mình dị hang này lại hang kia đó, này nó bị lệch vị trí hơi xa cái sale này. Ê. Rồi rồi cái xương đầu tiên á, bạn gắn vô phần thân cho mình. Ở đây mình chỉ có một cái thôi, đơn giản này đó. Đây mình sẽ gắn vô bằng kéo chiều dài của cái thân này luôn. Mình thường thói quen mình là kéo hết cái hình luôn đó. Thì cái thân này thì cái đầu tiên mình nối vào cái thân này thì mình sẽ nối vào cái đầu, thường là vậy. Thì mình sẽ gắn vào cái đầu nè đó, bạn gắn tiếp tục thôi. Thân sẽ gắn cái đầu vô cái thân đó. Bạn nhớ mình là bạn phải chọn nha, bạn bạn nhìn nè, nó cho cái xương này nó hiện màu xanh dương lên nè đó. Khi nó chưa hiện là không được nha, bạn phải chọn đúng cho nó hiện xanh dương lên, sau đó bạn gắn rồi đó, bạn gắn vô cái đầu đó, ví dụ vậy đó. Tương tự nè, cái xương đầu đang được chọn nè, mình sẽ gắn vô hai con mắt nè. Quên, cái mắt này mình mệt lên cho dễ rồi đó. Bạn đừng có thói quen đầu xong rồi giờ chẳng hạn bạn thích tới gắn tay đúng không, bây giờ bạn chọn vô cái tay nè đó. Vậy là bạn cái là bạn bị một cái lỗi sai, đó là cái xương cha xương con. Nói đơn giản mà hiểu, bạn bạn nhìn nha, cái tay này nó dính vô cái mình chứ cái tay nó không có dính vô cái đầu. Mà lúc nãy á, mình đang để cái xương nè, mình đang chọn cái xương đầu mình gắn vô, tức là cái xương này nó sẽ là con của xương đầu. Vì vậy khi mà bạn vô tình và bạn di chuyển cái đầu, nó sẽ kéo cái tay theo nè, hoặc là bạn xoay cái đầu nó xoay cái tay theo cho mình coi nè. Không đó, nên bạn gắn bạn để ý cho mình. Thí dụ bạn gắn tới cái đầu và bạn muốn gắn cái tay á, thì bạn phải xác định là cái tay nó dính vô cái nào. Cái tay này nó dính vô cái thân thì bạn là bơ, bạn chọn cái xương thân cho mình, sau đó bạn mới gắn cái tay nè đó. Kế tiếp tương tự, khúc này nó dính vô khúc trên thì mình cứ chọn liên tục được, tại vì nó đúng thứ tự đó. Kế tiếp mình sẽ gắn này vào cái thương đó. Rồi kế tiếp á, thì tới cái bên đây, cái tay bên này nó sẽ dính vô cũng là cái thân này nữa, thì chúng ta phải bỏ chọn, là chọn đúng cái xương thân cho nó sáng lên nè đó, rồi chúng ta bắt đầu gắn vô rồi. Kế tiếp cái chân nó sẽ dính vô cái thân luôn đó, bạn gắn như vậy cho mình đó.
Nhớ gắn là nó dài giống cái hình nha, bạn đừng đừng gắn ra giày, hoặc là bạn đừng có giày cũng được rồi. Giày thì một hồi nữa bạn là bạn gắn những cái khác vào, chẳng hạn như bạn dùng cái xương đó bạn xoay, bạn làm cái tính năng IK chẳng hạn. Một tí sẽ nói tới phần IK content nè, phần này rất là quan trọng đó. Bạn kéo hết chiều dài của xương cho mình đó, cái chân. Cái bàn chân á, bạn 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 nhớ giùm mình nha, bạn đừng gắn bàn chân dọc theo vậy nha. Gắn dọc theo vậy cũng được, nhưng mà thường không ai mà bạn gắn vậy thì nó sẽ khó xài. Bạn bạn gắn chỉ xuống đất cho mình nha. Đó, riêng cái xương bàn chân á, thì bạn gắn chỉ xuống đất đi, bạn đừng gắn dọc theo nó nha. Đó thì một tí mình sẽ nói tại sao gắn vậy. Đó, cái tiếp tới đây cũng chọn về cái phần thân nè, ta sẽ gắn vô. Đó, cái tiếp này bạn chỉ xuống đất cho mình nha. Đó, chỉ xuống chứ đừng đừng có chỉ dọc theo. Còn tại sao thì lát mình nói. Đó, đây là xong. Cái tiếp á, bạn kiểm tra lại cho mình. Tại vì một khi bạn đi vào làm animation rồi á, thì khi mà nó lỗi về cái khớp xương á, bạn qua đây nè, bạn chỉnh cái đúng lại rất là cực. Nên bạn làm ơn là lúc là gắn đúng hết rồi, chúng ta kiểm tra coi nó đúng chưa. Đó, thằng này di chuyển là di chuyển hết nè. Đó, ví dụ như thằng tay di chuyển ảnh hưởng tới ai không, tay em đây di chuyển có ảnh hưởng tới ai không, kiểu vậy. Nhớ đừng 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 có lười, chúng ta nên kiểm tra trước để ta đảm bảo là khi ta đi vào làm đi sành thì nó không có trục trặc xảy ra rồi nha. Cái tiếp ta nói tới cái phần này, tức là cái phần IK content này, nó thường thường nhất luôn là nó được dùng cho chân thôi. Tại sao nói cho chân thì giờ mình sẽ qua cái animation này như vậy đi đó các bạn nè. Cái con này ví dụ bạn muốn làm nó di chuyển với mặt đất đi, bây giờ bà đây mình khóa hết luôn. Đó, mình chọn hết nè, khóa rồi. Bây giờ mình muốn làm nó di chuyển nha, thì trước mình có nói về con cây nấm di chuyển rồi á, thì cái di chuyển nó chỉ có đơn giản là có hai quá trình thôi. Một quá trình là đảo vị trí hai chân thôi đó, thì hai này giống nhau nè, thì này đổi chân này ra trước và chân này ra sau thôi, ví dụ vậy. Chân này ra trước, chân này ra sau đó. Không, khi mà bạn bạn đang làm á, các bạn phải phải chọn từng xương này nè, bạn xoay rất là cực. Nhưng mà vô tình sau khi bạn xoay xong rồi, giờ làm sao bạn nhớ được là cái mặt đất con này đang đứng ở chỗ nào? Giờ chẳng lẽ phải bấm lại đây coi tọa độ nó bao nhiêu đó, rồi nó chỉnh, hay cái này nó lại ấy, nó cao quá chẳng hạn, rồi chúng ta phải chỉnh nó đúng đúng lại. Tương tự thằng này đó, thằng xương chân này chẳng hạn, rồi thằng xương chân này chẳng hạn đó, rồi thằng này nó sẽ xích ra đây một chút, thằng này đó xích ra đây một chút chẳng hạn. Chúng ta cho đi đó, nó vẫn đi được nhưng mà làm rất cực và không đẹp. Bây giờ mình ví dụ nha, giờ chẳng hạn như bạn cho con này nó đi tới đây đi, rồi giờ ngay ngay đây nó nhảy lên chẳng hạn. Đó, nó nhảy lên vậy đi, rồi xong cái tới đây cái nó rớt xuống, thì làm sao bạn nhớ được cái tọa độ mặt đất chỗ nào để cho nó rớt xuống đó, hiểu không, hiểu ý mình nói không? Đó, thì nó cho chúng ta một cái tính năng gọi là IK. Đây nó cho tên năng tạo IK. Thì tạo IK nó sẽ có hai kiểu, bạn bấm vào cái xương nó sẽ hiện cho mình là cái IK content nè. Thì cái IK này nó sẽ có hai dạng, một là cái đầu tiên là IK content là cái gì, add end of the bone, và một cái là IK public. Thì bạn nhớ cho mình đơn giản là một cái là content có hai xương, một cái là content có một xương đó. Ví dụ một xương là sao, cái content này là gì? Khi bạn ví dụ như mình chọn cái xương nè, sau đó bạn bạn chọn vô cái bích nè, thì bạn sẽ chọn một điểm trong này, bạn chọn một điểm đó được xác định là mặt đất, và cái xương này nè nó không bao giờ đi xuyên qua mặt đất được, nó tới mặt đất thì buộc nó phải dừng lại đó. Ví dụ cho bạn là ví dụ như mình chọn nha, chọn mặt đất ở đây đi đó, thì cái xương này nó luôn, thứ nhất nó sẽ luôn luôn hướng về cái điểm đó nè, cái mũi tên của xương này nó luôn luôn hướng về cái đó. Khi bạn chọn cái này bạn di chuyển thì cái xương nó sẽ di chuyển theo luôn, tức là nó luôn luôn hướng về cái điểm này. Và cái thứ hai nữa là cái xương nè nó không bao giờ lún qua cái điểm này được. Ví dụ cho bạn nè đó, không, tức là nó tới điểm này là nó sẽ ngưng, nó sẽ không bao giờ lún qua được cái điểm đó. Thấy không, tương tự ví dụ như mình nắm cái xương thân này nè, mình kéo xuống cho bạn xem đó, thì nó chỉ tới góc đó và nó sẽ ngưng, nó sẽ xoay thì nó sẽ không bao giờ xuyên qua được. Thường cái này sẽ gắn cho cái dưới cùng của bàn chân, tại bàn chân nó không thể nào đi xuyên vào đất được, nó chỉ đứng tới mặt đất thôi. Đó. Ngoài ra còn cái nữa, thường nó sẽ làm cho những giống như bạn làm những cái sành một vài kiểu như cầm kiếm hay cầm cái gì đó mà dạng vật cản á,
để cho khi nó cái tấn công vào cái vật cản thì nó không xuyên qua vật cản là được. Bạn lấy cái điểm mica ngay vật cản thì nó đâm tới đó là nó sẽ bị ngừng lại đó, kiểu vậy thôi. Đó là một cái rồi cái thứ hai á, là cái mica này, đó là bạn chọn cho mình hai xương nào, một xương nó không cho mình chọn nha, đó nó sẽ ra cái này rất là phức tạp. Cái phần này mình sẽ nói nâng cao nói sau đó, chỉnh cái phần này rất là phức tạp nhớ nha. Bạn chọn cho mình hai xương nè, xương đầu tiên xương thứ hai đó, đó bạn nhấn vô Create nè, đó nó sẽ tự động tạo cho bạn một điểm của hai xương này, tức là hai cái xương này nó không bao giờ lún qua cái điểm đó được đó, thấy không? Đó cái điểm này nè nó sẽ luôn luôn nằm ở đó, nó sẽ không bao giờ lún qua được cái đầu của cái xương đó. Giải thích cái này bằng từ ngữ thì khó hiểu lắm, đại loại mà hiểu cho mình là nè nó thì nó sẽ tạo giống như ở đây là cái điểm cố định, thì khi cái con này nè mình sẽ tạo bên đây một cái nữa luôn cho bạn xem cho dễ nha. Đó nó sẽ tạo hai cái nè đó, thì khi bạn bạn cho con này nhảy lên chẳng hạn, nó sẽ tự động giãn này nè, như đứng đứng thì nó co hai giò mình nhúng xuống hả nè, nhúng xuống nè nhảy lên đó và rớt xuống nó sẽ vậy nữa, nó tự động tạo cái khớp xương cho hai cái đùi và cái đầu gối, thấy không? Đó nó sẽ tạo cho bạn cái này luôn và bạn di chuyển rất là dễ. Ví dụ như bạn muốn con này đi á, bạn chỉ cần nắm cái thằng xương này bạn kéo đi thôi, ví dụ cho bạn xem đó không, kéo nó sẽ tự thẳng coi, ví dụ suốt tới banh như hàng nọ giày và bạn di chuyển giày nó sẽ tự suốt nè, xuống dưới nè suốt đó, nó không phải chỉnh nhiều khớp xương, vì cái này nó nghiên cứu ra là theo cái nguyên lý hoạt động của cái chân của mình nó làm ra này đó, vậy cho bạn dễ hiểu. Đó là IK. Phần này giải thích bằng lời thì phức tạp lắm nên thành ra bạn cứ vào và bạn thực hành đó. Mình sẽ đặt cái xương này, sẽ đặt hai cái nữa đó, ta sẽ đặt ngay dưới chân đó. Rồi rồi giờ mình sẽ làm animation cho con này để cho bạn dễ hiểu hơn về phần IK. Cái đầu tiên ví dụ như mình muốn con này hành động đầu tiên chẳng hạn, như mình cho nó là zoom đi nhảy nha. Rồi mấy cái khác mình sẽ không làm, mình sẽ làm tập trung vào phần chân thôi, nói nhiều quá cái clip dài lắm. Mình sẽ đi sâu hơn những cái niêm sản phức tạp hơn vào những phần sau đó. Phần này mình sẽ giới thiệu bạn gắn nhiều xương vào cái nhân vật phức tạp thôi, và cái thứ hai đó là giới thiệu bạn tính năng IK, rồi sau đó ta sẽ nâng cao về nó sau ở clip sau. Nó một clip không nên dài quá, coi buồn ngủ lắm đó. Với lại bạn không có coi đâu, mình kinh nghiệm mình coi clip mình tua, mà quan trọng biết cái đó là gì rồi thực hành lâu lâu buồn mở ra coi lại thôi. Đó, chúng ta nên chia ra, mình sẽ chia ra nhiều cái để bạn xem đỡ chán. Đó, ví dụ muốn nhảy thì đầu tiên để coi khóa hết này lại đây, khóa hết chúng ta khóa hết. Cái thằng IK này nó cũng sẽ có cái khóa như vậy nha, nó cũng có khóa tọa độ, khóa xoay và khóa scale nha. Rồi đầu tiên nhảy lên rồi rớt xuống, rồi mình tính 20 frame đi, nhảy lên rớt xuống thì nó sẽ có một cái giai đoạn là ở trên không. Đó, đây là giai đoạn ở trên không, và trước khi trên không nó sẽ có nè, đầu tiên nè cái nhân vật bạn muốn nhảy lên bạn phải nhúng xuống lấy lực nhảy lên xong rồi rớt xuống ở trên không vài giây và rớt xuống, chứ không thể nào nhảy lên như đụng vết tường rớt xuống được đó, hiểu không? Thì giờ chúng ta chia nhỏ ra nữa, tức là tới đây là khoảng là nó nhúng xuống nè, nhúng xuống từ từ, nó sẽ tốn nhiều thời gian lắm, nhảy lên nhưng mà búng lên cái thì nó sẽ nhanh hơn, và ở trên không vài giây nè đó, và sau đó ta rớt xuống từ từ. Sau khi rớt xuống tới mặt đất á, thì nó chúng ta nếu như bạn rớt xuống mà hai chân bạn thẳng bo vậy là gãy giò, rồi rớt xuống nó sẽ có cái độ trùng để giảm lực hả, thì tổng cộng nó sẽ có tới 1 2 3 4 5 6 6 trạng thái hả. Rồi giờ đơn giản thôi, mình làm đơn giản cho bạn xem đơn giản nhất luôn của cái vụ nhúng nhảy này nè. Đầu tiên nó cho cái xương này nè ngay đây nè, nó sẽ nhúng xuống à, đó lấy sức tới đây. Tới cái này nó sẽ lên trời, mình sẽ cho nó lên trời đó. Sau đó copy nguyên này, tại nó sẽ giữ trạng thái trên trời này vài giây, sau đó nó sẽ rớt xuống đất đó, rớt xuống đất thì nó sẽ có một cái độ trùng nè. Ví dụ như tới đây thì là rớt xuống thì từ đây tới đây nó sẽ trùng xuống một tí, nó trùng xuống ít hơn đó. Rồi và nó trở lại trạng thái ban đầu nè. Rồi đây đó, đây mình tua chậm cho bạn xem dễ hơn nè. Đó đó là hành động nhảy, thay vì chúng ta phải làm cái xương này, người ta chỉnh từng cái rất phức tạp,
Thì cái IK này cho chúng ta làm hành động nhảy này rất đơn giản à. Vậy phần còn lại của này là gì? Nâng cấp những cái khác lên để cho nó hợp lý hơn, cho nó đẹp hơn. Phần nâng cấp này như thế nào, mình sẽ nâng cấp sơ sơ, nâng cấp nhanh để chúng ta tới cái khác nhanh hơn. Ví dụ ở đây nè, nhúng xuống à, sau cái lúc mình nhúng xuống đây nè, chuẩn bị nhảy lên đó, thì cái thằng này nè, cái thằng này nó, ta sẽ ví dụ như ta chuẩn bị nhảy lên, thường ta sẽ co cái tay vô vậy nè, ví dụ nha, mình ví dụ nha, đó co vô đây. Đó, tương tự với cái bên này vậy luôn đó, ta sẽ lấy co hai cái tay ở phía sau để ta là, nè kéo nè, ngồi xuống này ta mới nhảy lên được đó. Và nhảy lên thường thì ta sẽ nhìn lên chứ ai mà nhảy lên mà nhìn xuống đúng không đó. Rồi đó, nhảy lên rồi đó, lên trời nè, vài giây nè, rớt xuống à, ví dụ vậy. Rồi coi lại. À, tới nay thì cái tay nó hơi giãn ra một xíu để giữ thăng bằng á, à, kiểu vậy. Ví dụ là ví dụ rồi. Rồi chúng ta chuẩn bị rớt xuống nè, à, copy thằng này qua đây, này ngay khúc này thì cái đầu hơi nhìn xuống một chút, chuẩn bị rớt xuống à. Rồi rơi xuống, rớt xuống nè, à. Lúc nhúng cái này thì hai tay thường ta cũng sẽ dang ra để ta giữ thăng bằng một chút. Đó. Rớt xuống thường hai tay nó sẽ đưa lên chút chứ. Ở đây mình sẽ cho hai 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 tay này nó sẽ đưa lên một tí. Đi. Rồi bắt đầu tắt mấy cái xương đi cho làm dễ nhìn cho hạn đó. Này nó hơi bị cứng đúng không? À, bạn thấy là lên tới đây đúng không? Cái ngay đây tới ngay đây là nó hơi bị khớp à, bị cứng à. À, mình sẽ cho thằng này nó xuất ra chút, nó sẽ ở trên không vài giây à, cho các bạn xem lại nè. À, cái này thì hơi nhiều quá rồi, ta cho nó trên không vài giây thôi. Rồi lúc ở trên không này nè, à, mình bỏ thằng này rồi. Đây thì khúc này nè, nếu mà lên tới cao độ rồi nó sẽ giữ ở trên không vài giây à, thì đúng rồi, à, này nó sẽ nhích lên một tí trong cái khoảng thời gian lên, khi bạn nhảy lên tới cao nhất rồi á thì bạn sẽ rơi xuống một chút, nhưng mà cái rơi xuống này rất là chậm, rồi sau đó nó mới nhanh lên đó, đó kiểu vậy. À, ngoài ra khi mà đây nè, lên tới đây đúng không, thì cái tay nó không giữ, cái tay lúc này nó sẽ bắt đầu hơi đưa lên một tí, cái khoảng thời gian rơi xuống lúc đầu nó sẽ hơi đưa lên một tí. À, mấy cái này nếu bạn đòi hỏi mà mình nói đúng lý thuyết về lý thuyết cơ động học gì đó, cái gì đó vật lý để bạn nhìn hình dung đúng sự thật á, thì bạn ra ngoài bạn nhảy bạn làm. Còn này là mình dựa theo kinh nghiệm mình chơi game, dựa theo cảm giác của mình. Nhưng mình nói các bạn thôi, animation này nó nếu bạn đòi hỏi mà đúng lý thuyết á, bạn làm mà đúng chuẩn này nọ, bạn đi làm bạn muốn để chứng minh được là làm đúng y chang thực tế về vật lý học á, thì các bạn cần phải học những cái vật lý, bạn phải học lý thuyết về animation các thứ mới làm được. Còn mình ở đây mình hướng dẫn bạn sử dụng công cụ, nên mình chỉ nói với cái tầm hiểu biết của mình thôi. Các bạn mà đòi hơn tầm hiểu biết của mình á, thì các bạn xem người khác hướng dẫn đi. Chứ một số bạn á, coi mình hướng dẫn xong rồi nó chê mình là làm này không được, làm kia không được. Ừ thì mình làm không được thiệt, mình hướng dẫn với cái tầm hiểu biết của mình. Còn các bạn mà đòi mà mình hướng dẫn với tầm hiểu biết của cái ông nào đó, thì bạn coi ông đó học đi chứ bạn coi mình làm gì. Đó, vậy thôi. Đó, mình chỉ nói với tầm hiểu biết mình. Bạn nào mà thích làm animation tới mức độ như mình thì các bạn coi clip của mình. Còn bạn nào thích làm animation hơn mình và làm giống như cái ông nào đó, thì bạn hãy kiếm clip ông nào đó, lời cái ông đó, kêu ông đó dạy cho bạn và bạn học. Chứ bạn đừng có học của mình, coi clip của mình mà bạn đòi dạy giống như ông đó. Nếu như mà mình làm được giống như ông kia thì mình đâu có làm kiểu này chi. Không ai mà muốn làm animation xấu dở, tại vì năng lực họ tới đâu họ làm tới đó. Đó. Còn giống như bạn nói mình là vậy làm clip hướng dẫn làm gì á, thì nói với bạn vậy thì bánh mì á, chừng nào mà mày mở được nhà hàng đi hả, bán bánh mì chứ đừng đẩy xe bánh mì ra đường bán chi. Tùy năng lực tới đâu làm tới đó, mình rất là, mà nói chung là mình
làm những cái clip của mình rất là mình có sao nói vậy, mình thật sự là chia sẻ những kinh nghiệm của mình là thật lòng thật dạ với các bạn. Nên các bạn nào mà cảm thấy thích thì có thể xem, bạn nào không thấy thích thôi. Nó bạc những lời nói của bạn thật sự nó không có tác dụng gì với mình, nhưng tại vì mình không có quan điểm là khi nào mà đủ tiền mở nhà hàng mới được bán bánh mì đó, đủ tiền mở lò bánh mì mới được bánh mì, chứ không bao giờ được lấy cái xe đẩy xe ra ngoài bánh mì. Không, mình là xuất phát từ nông thôn, có gì bán cái đó, hiểu không? Đó vậy thôi, xin lỗi vì mình nói hơi dư thừa lan man chút. Rồi trở về vấn đề chính của anh em sành, thì như mà mình chỉ bạn đó cái phần IK, cái tác dụng của nó như vậy á hả, nó giúp cho bạn điều khiển cái hành động này rất là đơn giản, là tuyệt vời. Rồi đây là một kiểu nhảy, và ví dụ như giống như bất lực nhảy một cái thật mạnh đi chẳng hạn, thì giống như trong phim hay có kiểu mà dùng sức đạp cái nứt núi, nhảy một cái hay là bay với tốc độ ánh sáng lên trên trời luôn, hoặc là lên tới đỉnh núi chẳng hạn. Thì kiểu đó ta làm như thế nào thì mình sẽ có cái zoom 2 chẳng hạn, như thế này là zoom super chẳng hạn. Rồi cái mà nói thiệt các bạn, nếu như mà làm đi sành á thì bạn làm bằng con chuột á nó sẽ dễ hơn bạn vẽ à, nói thiệt các bạn luôn á, dù bạn làm xì bay vậy thôi, cái này nè bạn chấm xuống nó đeo quá chung rất là cực, làm bằng chuột dễ hơn. Nhưng mà mình không có chuột, mình quen thầy bản vẽ rồi mình không có mua chuột luôn, chứ nếu như mình có chuột mình cũng lấy chuột ra làm cho dễ. Rồi đây giờ mình sẽ tới cái zoom 2 đó, mình sẽ bỏ hết cái đống này đi ta không nên giữ lại. Luyện tập lúc mà bạn học thì nên xóa hết, chúng ta làm lại từ đầu đó, vì chúng ta đang luyện tập mà. Rồi đầu tiên thì cũng y vậy thôi, chẳng hạn như mình cho nó nhảy từ đây tới đây thiệt nhanh nha, nó nhảy nó cầm cây thương tới thiệt nhanh. Rồi mình sẽ cho nó khoảng 30 frame, thì frame thứ 30 nó sẽ nằm bên này, mình kéo nó qua chúng ta frame thứ 30 nó sẽ nằm bên này. Ủa sao kỳ vậy, ủa vậy là sao? Rồi thì nguyên do là cái xương này như mình nói bạn, nó luôn luôn chỉ về trên cái mục IK đúng không đó, nên cái cách làm sao để bạn thể di chuyển con này tới bên kia mà nó không bị ảnh hưởng bởi cái IK này đó, thì nhiều bạn sẽ nói có gì đâu, tao nắm cái điểm này tao ghi qua easy. Nhưng mà bạn ghi qua bạn thấy cực không đó? Không, mình hỏi thiệt bạn có thấy cực không đó, ghi qua xong rồi phải sắp xếp nó lại đứng đúng tọa độ với cái thằng bên này đó, thấy cực không? Cực mẹ, làm cực chết mẹ luôn đó. Vậy thì có cách nào để giải quyết không? Đây mình cho nó là 30 đây. Bạn quay về cái amateur cho mình, bạn nhấn vô cái xương thân, là xương bự nhất nè. Trước khi nhấn bạn nhấn vô nè cái rồi bạn nhấn vô cái rút nè, bạn nhấn vô cái cọng nè, bạn nêu cho mình cái xương, bạn đặt cái xương này là di chuyển mu đó. Sau đó bạn nắm hết bốn thằng này nè, bạn nhấn chuột phải, quên nhấn từng cái, chuột phải nè, set phalanx gắn vô cái mu cho mình. Mấy thằng này cũng tương tự luôn, bạn gắn hết vào đây cho mình, gắn vào cái movie cho mình nha. Set valen move. Rồi quay qua animation. Lúc này á thì ở cái step đầu tiên nè, bạn nhấn vô cái xương mô và bạn khóa hết lại cho mình, tại vì mình mới tạo nó chưa khóa. Tới cuối cùng nè bạn khóa hết lại cho mình đó, sau đó bạn nắm vô cái xương movie này nè, bạn kéo nó qua đây cho mình. Đó, đơn giản nó sẽ kéo tất cả mọi thứ, tức là sau này khi bạn làm animation á thì bạn nhớ cho mình á là nó sẽ có cái xương di chuyển nó riêng biệt hoàn toàn, và chức năng của nó chỉ để di chuyển thôi, và tất cả những cái khác bạn dồn hết vô nó và nó sẽ nhiệm vụ di chuyển. Rồi giờ mình sẽ cho nó nhảy, đầu tiên chẳng hạn như là xúc lực, từ đây tới đây mình sẽ tiếp tục giữ nguyên, chẳng hạn như giai đoạn 12 giây đầu là xúc lực, tức là ngồi đó gồng dùng sức. Sau đó 4 frame là bay gần tới đích, bay tới đích rồi đó, mình sẽ cho nó bay tới đích luôn đó. Đây cái này hơi nhiều rồi đó, ta dày ta mới thấy được nó nhanh. Rồi mình sẽ kéo thằng này lại một chút. Rồi thì đầu tiên á ta sẽ có là giai đoạn từ đây tới đây là xúc lực, cái từ mình hay dùng cục xúc trong game đó. Ta sẽ cho hai con này nè ngồi xuống đó, ta sẽ bắt đầu ngồi xuống đó, lấy sức lấy đà, người chúi về phía trước đó,
cái tay này ta sẽ chuẩn bị chỉnh cái thương cho ngay vị trí chẳng hạn. Đó, ta sẽ cho nó đây. Đó, ta sẽ xúc lực cho nó. Đó, cái tay này nó co vô. Đầu sẽ nhìn về phía trước, hạ trọng tâm thấp xuống. Hạ trọng tâm thấp xuống. Cái chân này nè bạn nắm, đừng tới cái chân á, bạn nhắm vô mấy cái điểm này bạn di chuyển cho mình. Đó, bạn 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 làm ơn bạn đừng có di chuyển cái xương giùm mình nha, bạn bạn di chuyển mấy cái IK thôi, mấy cái điểm IK thôi. Đó, xúc lực rồi đây. Đó, từ đây tới đây nè, xúc lực nè. Đó. Thằng này với thằng này sẽ giữ nguyên. Đó, nó chỉ khác nhau về cái tọa độ của xương di chuyển thôi. Đây. Đó, nó chỉ khác nhau về tọa độ của xương di chuyển thôi, chúng ta chọn cái xương di chuyển nào chúng ta di chuyển nó đi. Đây. Rồi cái xương mu của mình rồi đây. Đó. Rồi khi mà nó tới đích rồi á thì với cái chớn á nó không có dừng lại liền. À, nè từ đây nè, từ đây nè, nó tới đích đúng không, nó không có đứng lên liền vậy được, đứng liền hư cấu tới đích này đúng không, nó sẽ có một cái gọi là dư chấn hay nói chung là giống như là cái chớn á, nó có cái chớn một chút thì tới đây là đó, khi bạn đâm tới nó sẽ có cái tớn một chút đó, thì nó sẽ có một chút cái chớn nha, nhớ giùm mình nha. Đó, rồi sau đó nó mới đứng lên bình thường. Đó, kiểu vậy thôi, nó sẽ có một tí chớn. Kế tiếp ta quay lại cái này. Từ đây đây nè, xúc lực, sau đó đâm. Nè, xúc lực thì giờ mình sẽ copy cái giai đoạn mà tích lực này tới một chút. Đó, là sau khi nó tích lực tới đây nè. Đó. Thằng này tới đây chứ. Đó, ta sẽ cho nó tích lực lại tới đây đi. Rồi. À, từ đây tới đây là nó sẽ đâm cái cây này ra phía trước, cho nó đâm ra phía trước. Không ra phía trước. À, cái phía sau này nó sẽ dơ ra phía sau. Đó. Rồi. À, mình chỉnh lại chút đây. Cái này nó xoay lên chút chứ. Đó, từ đây tới đây nó sẽ đâm ra phía trước luôn nè. Đó. Copy thằng này. Copy thằng này. Đây. Cái xương di chuyển với là copy cái key của thằng này lại copy vay à nhầm hàng gì à xương di chuyển dưới này đó. Nó vẫn chưa chưa đủ cái mức đã rồi đó, từ đây tới đây nè đó. Bạn kéo thằng này một frame cho mình luôn. Đó, nó sẽ tăng tốc lên. Đó. Bạn làm bạn nhớ cho mình đó, chúng ta sẽ làm từ từ và chúng ta chỉnh, ví dụ như bạn thấy cái này vừa ý rồi thì bạn thấy cần di nó lên một cái để chúng ta chỉnh sửa cho nó dễ đó. Nhưng mà về nè thấy chưa đúng không đó. À, nhảy tới đúng không đó, thì giờ nó phải vậy đúng không, thể nào bạn bắt chớ vào trước vậy bạn nhảy tới trước được đó, thì bạn thấy cái này của mình là hơi phi lý nè. Đó, thì cái này nó không phải như vậy, từ đây tới đây nó nhảy tới đúng rồi nè, nhưng mà ngay chỗ này nè nó không phải là ra phía trước mà chỗ này nó ra phía sau mới đúng. Đó, mình ví dụ vậy à. Đó, cái chân này xuống đây một chút. Đó, ta cứ nâng cấp từ từ thôi. Bạn nào mà lười á, bạn nhớ cho mình là lười thì nó sẽ không đẹp, bạn muốn đẹp thì bạn phải siêng. Rồi.
tạm ổn rồi đó. Thằng này tới đây luôn. Đó, kiểu vậy thôi. Mà sẽ nâng cấp nó lên từ từ. Đó, bây giờ bắt đầu nó phát sinh vấn đề. Và nhìn thấy cái tay của thằng này nó lại đưa ra phía trước của cái giò mà đúng vị trí là cái chai này phải phía sau đúng không? Thì cái nguyên do là do cái xương của cái phần khiêng nè nó lại nằm ở phía trước đó, thì bạn khiêng cỡ bàn tay rồi cái tay luôn là nguyên cái đống này nè đó, bỏ cái vai được, vai cao quá nó không dính đâu, bạn phải ghì nó xuống dưới chùm. Rồi tương tự bạn nhớ mình là có bao nhiêu cái chấm trắng ở đây thì tại vị trí đó bạn đều phải chỉnh cho mình nha. Nè bạn bấm vô từng vị trí và bạn coi nó có nằm đúng chưa, đúng rồi thì ok không thành vấn đề. Còn nếu như bạn bấm mà bạn thấy nó nằm ở trên thì bạn nhớ cho mình là bạn khóa lại. Rồi đó, giờ chúng ta cho nó chạy thôi. Đó, bây giờ chỉ cần thêm một cái hiệu ứng xoáy xoáy kêu gì đó thẳng tới nữa đó. Thì cái phần hôm nay thì 30 phút rồi, clip hôm nay kết thúc tại đây. Thì hy vọng là qua clip này giúp mọi người có những cái animation mới hơn và thú vị hơn như khi mà nghịch với Dragon Ball. Đó thì clip này mình chỉ nói về cái cách để bạn gắn xương nhiều vào thôi. Thì tổng hợp lại này thì bạn nhớ cho mình nguyên tắc gắn xương trong nhân vật á. Thì bạn phải nhớ là đầu tiên á, cái xương đầu tiên á, nên gắn vào cái thân, đừng có gắn vào đầu, tay hay chân gì hết, gắn vô cái mình cho mình. Rồi, điều chú ý thứ hai á là bạn muốn gắn xương vô thì bạn coi nó dính như nào thì bạn gắn vô xương đó. Ví dụ như cái đầu nó dính vô mình thì gắn cái xương đầu nó dính vô xương mình. Còn cái tay nó dính vô cái mình thì gắn xương tay dính vô cái mình, chứ bạn đừng gắn xương tay dính vô xương đầu nha. Đó, còn lý do sao thì hồi lúc đầu mình có nói lúc nó sẽ bị ảnh hưởng kéo theo á. Kế tiếp là nó giới thiệu bạn về tính năng IK. IK tức là bạn tạo nó một điểm neo, điểm móc, và cái xương của bạn nó sẽ luôn luôn hướng về điểm móc và nó sẽ tự tạo khớp luôn. Đó, tức là hai cái xương này nó sẽ tự động tạo với nhau cái khớp, và khi bạn di chuyển cái xương mà kéo theo nó đó thì nó sẽ tự động tạo thành những cái khớp như thế này luôn, và chúng ta sẽ có cái chân tự nhiên hơn là chúng ta phải chỉnh từng cái xương. Nó làm ra là dành cho cái chân rồi. Nhưng mà một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta có thể dùng cái IK này cho tính năng khác. Thì phần đó mình sẽ nói sau. Thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo. Nếu bạn thấy hay thì bạn nhớ like hoặc là share video để cho video đến được với nhiều người hơn. Ngoài ra thì bạn nào cảm thấy thích những cái clip hướng dẫn của mình thì bạn có thể subscribe cái nội mình. Thì những subscribe của bạn là động lực để giúp cho mình ra được nhiều clip mới hay hơn và thú vị nữa. Thì nói chung là không có ai mà siêng làm như tôi đâu, thiệt với mấy ông luôn. Ông tìm người thứ hai mà làm clip giống tôi mà tiếng Việt, đố mấy ông tìm được. Nên tiếc gì mà subscribe. Bye bye.